Này nét căng. Xin chào các bạn đến với phần 2 của video chế tạo lunette của mình. Ở phần trước mình đã chế tạo ổn định phần thân và cơ chế đóng mở của lunette. Bây giờ mình sẽ tiếp tục video để hoàn thiện nó. Bước tiếp theo mình sẽ gia công phần ống của chậu đỡ. Mình sẽ tiện trong ống có 3 bậc, lần lượt là 30, 10 và 25mm. Lỗ 25mm của ống sẽ vừa khít với ti đỡ có đường kính là 25mm. Và bậc 30 ở bên này sẽ gắn vòng bi chà 3 mảnh. Sau khi tiện phần ống xong thì mình sẽ gia công phần chậu đỡ. Chậu này ở bên trong sẽ có hai bậc, một bậc là 12mm và một bậc còn lại sẽ là ren M10. Tiếp theo mình sẽ phay một rãnh 8mm dọc trên thân của chậu đỡ. Rãnh này sẽ có tác dụng giúp cố định chậu đỡ không bị xoay khi bạn điều chỉnh. Còn bên này mình sẽ khoan tạo ren M6 để siết cố định nối con lăn. Tiếp theo là phần tia ren giúp tăng chỉnh chậu đỡ. Mình sẽ dùng cây ren M12 và tiện xuống một bậc ren M10.
Bên ren MM này sẽ dùng để gắn tay vặn chấu. Bây giờ mình sẽ gia công phần tay vặn chấu, gồm có hai bậc 40 và 30 mm. Lỗ trong sẽ có ren M10 và bậc 40 mình sẽ lăn nhám caro để tạo độ bám khi mình vặn. Mình sẽ tạo thêm một lỗ ren M8 để cố định tay vặn vào tia ren. Bây giờ mình sẽ đo để gia công phần chân đế của bàn kìm. Ở đây mình sẽ đo theo phần chân của ụ trọng tâm lưu động. Đây là một mặt phẳng chuẩn. Còn bây giờ mình sẽ đo cạnh vét của băng. Cạnh này mình đo được là 45 độ. Chiều cao là 10,5 mm. Ở đây mình đã điều chỉnh góc nghiêng của cụm máy phay thành 45 độ. Hai đường thẳng 45 độ sẽ tạo thành góc 90 độ, nên mình sẽ dùng mũi phay lớn hơn điều chỉnh vào giữa tâm để hai cạnh đầu và hông của mũi phay có thể gọt được cùng một lúc, vì hai cạnh này của mũi phay cũng tạo nên một góc 90 độ.
Ok, như vậy mình đã phay xong phần chân đế. Tiếp theo là lấy dấu để khoan một lỗ ở giữa của phần chân đế. Mình sẽ khoan theo giữa phần rỗng của băng máy. Mình sẽ vẽ hai đường thẳng song song băng máy với phần chân đế và chia ở giữa hai đường thẳng mà mình đã vẽ. Tiếp theo là tấm siết cố định. Mình đo được ở đây dài là 152 mm. Và mình đã cắt một tấm thép có chiều dài là 147 mm, tức là ngắn hơn 5 mm, để nó có thể xoay được và điều chỉnh. Mình cũng sẽ khoan một lỗ ở giữa để gắn bù lông siết. Bây giờ mình sẽ hàn phần chân đế vào phần thân của bàn kìm. Ở đây mình đã cắt sẵn hai khối thép để nối giữa phần thân và phần chân đế của bàn kìm. Tiếp theo mình sẽ hàn phần ống của chậu đỡ vào phần thân của bàn kìm. Sau khi hàn xong các chi tiết thì mình sẽ mài về vệ sinh lại để sơn. Ok, bây giờ mình sẽ gắn các chi tiết lại với nhau.
Bây giờ mình sẽ test bàn kìm mà mình đã hoàn thiện. Ở đây mình sẽ tiện ren trong đối với ống dài. Và mình sẽ thử khoan tâm mới phôi tròn có đường kính nhỏ. Ok, như vậy là mình đã hoàn thiện xong lunette tự chế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu có thắc mắc hoặc góp ý thì hãy bình luận ở phía dưới. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn. Bye bye.